Không ai sinh ra đã có sẵn tư duy phản biện và kỹ năng đánh giá hoàn hảo. Phương pháp tư duy phản biện sẽ giúp bạn một lối tư duy có định hướng, tập trung, kỷ luật và tự chủ, biết cách phân tích các tình huống từ góc độ khác nhau, không vội vàng đưa ra những kết luận sai lầm và chủ quan, có cái nhìn đúng đắn hơn với các hiện tượng trong cuộc sống và không phải hối tiếc với các quyết định hành xử của mình. Tuần này, Thư viện Uông Bí trân trọng giới thiệu với quý độc giả cuốn sách Tư duy phản biện. Đây là một trong những cuốn sách hay và bản chạy nhất của tác giả John F.K. người Nhật, chuyên gia đào tạo huấn luyện viên giao tiếp. Cuốn sách Tư duy phản biện của bà chứa đựng những bí quyết và chiến lược, cách tư duy thông minh để tìm ra thiên tài ẩn giấu bên trong mỗi con người, giúp họ có thể hiểu được chiều sâu của tư duy và nhận ra những sai lầm của mình để dễ dàng sửa chữa. Trân trọng kính mời quý bạn đọc tìm đọc cuốn sách Tư duy phản biện hiện đang có mặt tại Thư viện thành phố Uông Bí.